Phần 61 Thằng Tâm may mắn nơi ngôi nhà xây dở. Tâm đi một vòng quanh xã mà chả thấy bóng dáng Hiền đâu cả. Nó định không được thì đành về gọi cẩm dậy và cũng xem Hiền có về nhà không. Bỗng Tâm nghe thấy đâu đây tiếng điện thoại reo. Nó dừng xe lại, lần theo tiếng điện thoại. Nó cứ thế gọi liên tục và tìm. Sau góc cây bằng lăng già nó đã tìm thấy. Điện thoại đó nhưng người không thấy đâu. Tâm nhìn quanh, nơi đây cũng chỉ cách nhà có gần một cây nhà cửa đều đóng cửa hết rồi đèn đường cũng không hắt tới đây tâm linh tính có điều không lành nó vừa chạy vừa hô tên hiền tâm đang chạy nó chợt dừng lại ven đường nơi có một mảnh đất chống quây tôn vách tôn dường như hơi bung ra tâm nhẹ tách miếng tôn ra bước vào nó định tiến tiếp nhưng khá tối và chật như có linh tính nên tâm hơi lùi lại chợt một bóng đen ập đến nó ngã bật ra sau khá hiểm và bất ngờ cũng may nó cẩn thận thủ thế trước ngực trước khi bước vào nên không có gì cả Tâm bật dậy, từ trong tấm tôn lao ra một thằng tóc loe choe hai ba màu. Nó cầm một thanh gì đó thẳng vào tâm. Tâm né qua và lùi lại, nó tìm cơ hội để áp sát đối thủ. Thằng kia liên tiếp áp sát tới, tâm giả vờ loạn choạng rồi ngã ngửa ra. Được đà lấn tới thì tâm đã chống tay đẩy người sang bên quét trụ thật nhanh. Những năm tháng dãi nắng dầm mưa đã hôn đúc cho tâm sự bình tĩnh và dứt khoát. Tâm tiếp tục áp sát và liên hồi làm thằng tóc ba màu chỉ biết giơ tay đỡ, bên trong tấm tôn lại lao ra một thằng tóc hai màu với một thanh giống thằng kia. Tâm đợi nó tới gần rồi liên tục ra tay làm thằng tóc ba màu chỉ biết đỡ. Tâm lừ lừ tiến lại. Dù tay nó không cầm cái gì nhưng thằng kia có vẻ sợ. Nó cứ giữ giữ liên tục để dọa tâm. Tâm không quan tâm, nó tăng tốc chạy áp sát thằng tóc hai màu. Dường như quá sợ hãi, thằng hai màu quay lưng chạy trốn. Nhưng những thằng chầu tre ăn chơi đã quen sao bì được với tâm sáng nào nó trà chạy một vòng trên bãi cát. Tâm chạy thật nhanh gần đuổi kịp, rồi nó đo ván luôn thẳng hai màu. Tâm quay lại gỡ tấm tôn, nó chậm chậm đi vào. Bên trong toàn là cọc và cốt pha, căn nhà mới được đổ tầng xong thì chắc Tết. Thật may mắn, nếu không gian rộng hơn có lẽ lúc nãy Tâm đã ăn trọn vào người. Ánh đèn tin điện thoại chiếu sáng, Tâm thở vào khi thấy cô gái nó đang tìm. Hiền quần áo sọc sệt, tay đã bị buộc ra sau. Nước mắt nàng giàn ruộng khi thấy Tâm, nhưng miệng không nói được vì bị bịt bằng vỏ bao xi măng tâm gỡ đống bao giấy ra cho hiền nàng bật khóc như mưa tâm lặng yên vỗ về cảm nhận sự run rẩy của nàng sự tổn thương trong nàng quá lớn hiền không chịu buông nó ra cứ sợ tâm đi mất đừng sợ có anh đây rồi anh sẽ bảo vệ em anh đã hứa rồi còn gì em sợ lắm bọn chúng bọn chúng đe dọa em em sợ lắm không sao anh đã xử lý hết bọn chúng rồi giờ theo anh ra ngoài không ở chỗ tối tăm này nữa anh đưa em về nhé về với cẩm và thằng thuận thế còn anh anh còn định đi đâu nữa anh không đi đâu cả anh về cùng em anh sẽ bên em ngủ được không không được rời em nữa em sẽ không xa anh nữa em yêu anh yêu anh lắm em cứ lần nữa không về nhà vì không muốn chạm mặt anh em sợ sợ anh nói lời em không muốn nghe được được anh sẽ chỉ bên em không nói gì cả anh sẽ ở bên em được chưa tâm mất thời gian lâu mới giải thích và khiến hiền yên lòng nó và nàng đi ra ngoài dường như nó đã mất dấu hai thằng kia tâm định đưa hiền về thì chợt chú ý tới một vệt đỏ nó không nhiều nhưng tâm có thể đoán được hướng vệt đỏ đó về đâu nó cầm ống kẽm đi tới chậm rãi tới gần một khóc khuất phía xa hai thằng đang run rẩy nép vào góc tường chúng sợ hãi không nói lên lời khi thấy nó tâm cười nó quay đi về với hiền đợi anh chút, em đi ra xa đằng góc kia được không? Không, em không đi. Em muốn anh ở cạnh em. Anh không đi đâu cả. Em nghe anh chưa nào? Đi ra góc đằng kia, ngồi luôn gốc cây chờ anh. Chỗ đó có ánh đèn hắt tới, anh có thể vẫn nhìn thấy em. Anh chỉ cần hai phút thôi. Hiền như nửa tin nửa không nó, nhưng nàng vẫn lựa chọn đi tới chỗ nó chỉ. Tâm đi lại chỗ hai thằng đang rúm gió thò đầu ra. Nó cười lần nữa và không thể để yên. Chỉ khi hà dạ tâm mới nói tao tha cho chúng mày một để làm người, lần sau dám làm trò như thế mà tao biết, kết cục của chúng mày chỉ có một, dám động vào người đàn bà của tao hả? Có tiếng mở cửa sổ, có lẽ nó làm ầm ầm quá nên có người đã dậy, Tâm không quan tâm, nó đi tới chỗ Hiền. Không hiểu nàng có nghe thấy không, nhưng Hiền vẫn đang mải mê ngó những con côn trùng bay quanh ánh đèn đường. Về thôi em." Tâm cúi xuống, trước sự ngạc nhiên của Hiền nó bế nàng lên như công chúa đôi tay rắn chắc cứ thế đỡ nàng bước đi về phía xe máy tâm không để nàng ngồi sau mà để nàng ngồi đằng trước ngồi thế này sao lái được hơi khó thôi tay anh đủ với được anh sẽ bảo vệ em hiền của anh không ai được động vào em anh sẽ không để chúng yên tâm lái xe đi nó chợt thấy hiền bụng tay vào miệng bật khóc tay nó đưa qua tìm tay nàng giữ chặt cứ như vậy cho đến khi về nhà ở nhà cẩm vẫn ngủ tâm nhẹ lòng khi biết nàng không tỉnh giấc khi nó đi vắng tiếng cửa nhà tắm nhẹ mở ra hiền tinh khôi trong bộ quần áo mặc ở nhà vẻ xinh đẹp dạng dỡ và ánh mắt đã có hồn đã trở lại với hiền hiền khẽ đỏ mặt ngượng ngùng khi thấy tâm nhìn nàng tâm tiến lại cầm tay hiền dắt về phòng hiền ngượng nghịu đứng mép giường tay vân vê vạt áo tâm nhìn nàng mà buồn cười cô gái bạo dạn ban chiều đâu mất rồi nó tiến tới sao nào cô gái bạo dạn hồi chiều đâu rồi anh này anh đừng nói nữa em ngượng ngượng nhưng sao lúc ý không ngượng giờ nếu vậy có ngượng không có nhưng vẫn vậy em có yêu anh không hiền ngẩng đầu lên nhìn tâm ánh mắt long lanh nhìn nó đầy quả quyết hiền khẽ gật đầu nước mắt khẽ dâng đọng lại nơi mi tâm chỉ cần thế là đủ vậy từ giờ em lại là người đàn bà của anh nhé vâng mãi mãi em sẽ không xa anh nữa em chả cần bay nữa em chỉ cần nép bên anh để anh bảo vệ thôi đồ ngốc anh không yêu em như nuôi chim trong lòng. Anh có thể đào hoa, nhưng anh lại đầy ích kỷ, chỉ muốn em là của anh, mà không thể có tình cảm với người đàn ông khác. Em có chịu được điều đó không? E hèm. Thực ra còn một chút nữa. Nhưng giờ có lẽ hết rồi. Em không sao. Qua đêm nay em đã nhận ra anh chính là người em tìm kiếm. Em chả biết đời mình sẽ thế nào nếu anh không tới. Có lẽ em sẽ xuống vực sâu, có lẽ em sẽ dính bệnh. Tất cả sẽ chả còn nữa nếu không có anh chỉ cần anh luôn dành một góc trái tim cho em là được mẹ em và cả bác thương đều là người em yêu quý em cũng không so đo gì cả nếu còn ai khác thì anh in ít thôi em cũng ghen đấy đồ hâm lại còn ít với nhiều đến giờ thì chưa có ai cả anh chỉ cần biết em đồng ý yêu anh gắn bó với anh đồng ý với sự ích kỷ của anh là đủ còn em cứ bay nhảy ai cấm em nhưng qua mùa hè tới em phải vào trong đó với anh anh sẽ đưa cả cẩm và thằng thuận vào đó vâng em cũng vào đó em sẽ tìm một công ty trong đó thực tập rồi kiếm việc làm nhưng ngày anh bỏ rơi không chịu bên em đã suy nghĩ kỹ rồi ai cũng phải lập gia đình lúc ý làm gì còn chơi bời gì nữa em sẽ không buông tha anh nữa ai bảo không chơi bời gì nữa em có thể làm cùng công ty với anh nó rất rộng và nhiều lĩnh vực em có thể kết bạn mới trong đó anh nghĩ em sẽ không buồn chán đâu có khi còn bỏ anh đi chơi suốt chỉ cần anh không dành cho ai khác thì em chả bao giờ thèm đi chơi. Em thèm. Em muốn mãi bên anh. Hiền không cần nói nữa, tất cả của em là chỉ dành cho anh. Lời nói thiều thào vì hết hơi của Hiền làm tâm thấy thật thoải mái. Đầu óc Hiền trống rỗng, cái cảm giác cả người nhẹ bẫng như không cảm giác thấy gì xung quanh nữa. Nước mắt Hiền cứ thế lăn. Nàng hạnh phúc. Mọi cảm xúc như vỡ òa hòa lẫn vào nhau đầy cảm xúc. Trải qua bao chuyện, giờ Hiền có thể chắc chắn về thứ mình tìm kiếm hiền cũng giống mẹ cái bản năng cái ham muốn vốn chưa từng xuất hiện hay đang ngủ vùi bỗng bị tâm đánh thức rồi sự việc đi xa hơn khi chính nàng cũng dần bị hút về phía tâm rồi hiền theo bản năng theo lời khuyên đã đồng ý đến với tâm cái lần đầu tiên ấy hiền đã biết thế nào hiền đang quen với đêm đêm ngày ngày khi tâm ở bên hiền quay lại học với những nỗi khát khao như lớn dần qua hàng đêm mãi rồi hiền cũng biết đó là gì nó không làm hiền chuyên tâm học được rồi khải tấn công những sự chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt, những món quà, những dịp gặp gỡ làm Hiền dần quên mất tâm. Hiền đôi khi tự an ủi rằng chỉ là bạn bè thôi. Nàng dần tự tìm lý do cho mình để biện bạch cho những sự thả lỏng bản thân. Những cuộc điện thoại của tâm chỉ làm Hiền thêm thèm nhớ. Rồi Hiền cũng chịu cho Khải nắm tay. Cùng lắm là chỉ hơn một tí. Nhưng chỉ dừng ở thế thôi. Không phải Hiền không muốn mà Hiền muốn tìm hiểu thêm về Khải. Hiền cũng không thể quá dễ dãi, con gái mà. Hiền vẫn nhớ lời mẹ dặn, nên khi tay Khải muốn thì Hiền biết phải làm gì. Cứ như vậy, có lẽ sẽ có ngày Hiền buông lơi cho Khải tiến tiếp. Nhưng Tâm đến thăm nàng, Hiền chợt nhận ra mình thật có lỗi với Tâm. Yêu cầu của Tâm làm Hiền mất hai ngày nằm ở nhà suy nghĩ. Nàng biết nếu đi cùng Tâm, cái khát khao của mình sẽ được đầy đủ. Nhưng còn tuổi trẻ của nàng, còn bao kế hoạch về sự nghiệp và chơi bời, khám phá đó đây Hiền còn chưa làm được nàng cuối cùng lựa chọn rời bỏ tâm một phần vì thực sự hiền chưa có sự gắn bó nhiều về tình cảm với tâm phần nữa trong hiền có đôi chút thất vọng tâm đáng ra phải nói nàng giữ chặt nàng lại dù có hơi ép buộc nhưng nàng là đàn bà cái thói quen bản năng phục tùng đã ăn sâu vào ghen cả một nghìn hay hai nghìn năm nay rồi hiền rời bỏ tâm nhưng cũng chấm dứt với khải và cả trung nàng vẫn hơi xấu hổ vì đã làm điều có lỗi với tâm hiền lựa chọn vùi đầu vào việc học và vui chơi những quyển tài liệu photo dày cộp choán mất cái ham muốn của Hiền, làm Hiền tạm quên đi những bản năng thầm kín. Khi năm mới trôi qua, việc học dần nhẹ lại thì Khải lại tấn công. Anh vẫn chưa muốn buông bỏ Hiền. Nhưng Hiền giờ đã khác, trải qua đôi chút sự cố làm Hiền chín chắn hơn. Nàng vẫn hơi thích Khải, có lẽ vì độ hư của Khải. Nhưng Hiền muốn thử xem anh có thể theo đuổi mình đến như thế nào. Và Hiền hơi thất vọng, có lẽ Hiền hơi thẳng thừng từ chối hay sao mà Khải chập chờn không tấn công mạnh nữa. Có lẽ vì Khải là trai hư, trai hư thì thiếu gì gái xinh gái ngoan thích. Sự thất vọng về Khải làm Hiền nhanh chóng nhận lời đi chơi với Trung. Trong cơn say của mấy ly bia, Hiền đã để Trung gần nàng. Cái khát khao rực cháy bị kìm nén cộng với nỗi thất vọng vì Khải không tấn công nàng tiếp. Nó làm Hiền thả lòng bản thân mình cho Trung. Hiền cũng không giữ kẽ nữa, cũng may Hiền nhận ra kịp thời khi chưa đâu vào đâu. Hiền tỉnh hẳn cơn say, nàng bật khóc, Hiền chợt nhận ra mình đã biến thành thứ gì không biết xa rời tâm mong muốn tìm sự mới mẻ tươi trẻ của thanh xuân nhưng lại cồn cào khát khao đến vậy hiền chợt nhớ tâm nhớ sự đàn ông của tâm nhớ lần đầu tiên đưa hiền từ tầng mây này tới tầng mây khác hiền chạy thẳng ra chiếc taxi gần nhất và lao về phòng trọ mặc trung muốn đuổi theo gọi lại hiền chợt gặp khải anh đang u sầu đợi hiền nơi xóm trọ có lẽ nếu không có buổi tối nay hiền sẽ dễ ngã hẳn vào lòng khải nhưng giờ khác hiền chả thiết gì nữa nàng không đắn đo từ chối khải thêm lần nữa cũng chỉ là một chai hư mà thôi hiền cũng hư lắm rồi hiền từ đó cứ thi thoảng gọi về nhà thăm mẹ thăm em tiện dò hỏi ngày tâm trở về ngày tâm về hiền vui biết mấy con tim lặng lẽ đập khác nhiệt mà nàng không hay ánh mắt bờ môi tâm như đưa hiền về lại những khoảnh khắc đẹp đẽ đầu đời có lẽ do tâm là người đàn ông đầu tiên của hiền tâm là người đầu tiên đưa hiền lên cái đỉnh vinh quang và hiền hơi ganh tị khi thấy tâm bên người khác nhưng tâm lại nói không với nàng làm hiền hụt hẫng nỗi thất vọng xót xa buồn bã các cảm xúc cứ lẫn lộn trong hiền hiền chợt hối tiếc đàn bà cuối cùng không phải vẫn cần một tấm chồng vẫn cần một người cùng xây dựng tổ ấm cần một người đàn ông và cần một tố chất tâm có tất cả và chấp nhận hiền nhưng hiền đã bỏ lỡ hiền như chới với càng đi càng sắp ngã nàng níu kéo tới mẹ do hỏi mẹ về tâm, do hỏi liệu tâm còn tình cảm với mình không, do hỏi liệu mẹ có thể giúp mình không. Cẩm trà nói gì làm hiền càng thất lạc. Nàng cứ ngỡ vậy là hết tất cả chỉ đến khi bàn tay cầm khẽ vẫy vào. Hiền như con điên. Nhưng sau cơn say, cơn thì thật khó để nói lên lời. Tâm không chủ động trước, anh còn hơi ngãng ra với nàng. Hiền biết, tâm không muốn dứt rồi lại nối. Hiền đi chơi với bạn để tránh tâm, cũng là để mẹ có thời gian bên tâm nhưng đêm thì đã tới chân hiền lại không muốn về nhà để khi tiếng chuông điện thoại của tâm gọi thì hiền lại lúng túng không biết có nên bắt máy không rồi nên nói điều gì hiền vô tình đi ngang hai thằng tóc nhuộm hai màu mà không hay và bị chúng lôi đi nếu không phải tiếng xe tâm tới gần thì lẽ hiền xong với chúng hiền đi từ hy vọng tuyệt vọng rồi lại hy vọng khi ánh đèn tin của tâm chiếu vào hiền biết đây chính là ánh sáng của đời mình người con gái dứt khoát y như mẹ Hiền quyết tâm chính là người đàn ông của đời mình. Chỉ vài năm thanh xuân, không đáng bằng cả cuộc đời hạnh phúc của đàn bà. Đàn ông chọn sai có thể chọn lại dù khó khăn gấp 2-3. Nhưng đàn bà sai mà muốn chọn lại thì khó gấp 8-9-10 lần. Thật may vì Hiền chưa phải trả giá gì cho lắm. Hiền còn đang miên man trong những xúc cảm từ quá khứ đến hiện tại thì lại bắt đầu bài hát quen thuộc. Đêm còn dài lắm nhưng cả hai như mới chỉ bắt đầu tâm tỉnh dậy nó thấy cẩm đang nhìn nó nửa như muốn mắng nửa như hơi buồn nó khẽ cười cũng không hẳn là hối lối vì nó đã chọn sẽ cùng hiền đi tiếp tâm đưa tay giơ ra chờ đợi bàn tay của cẩm cẩm nhìn bàn tay nó nhìn vào mắt nó rồi nắm lấy tay nó nụ cười đang nở trên môi chợt biến mất hiền hơi xấu hổ mà không dám nhìn lên tâm như biết sự bối rối của cả hai người từ giờ mọi thứ đều trở lại như cũ nhé tâm mặt trơ giờ không trơ mặt không được đằng nào cũng quyết vậy rồi tâm bỗng bị nhéo cái rõ đau là cẩm nhéo rồi hiền cũng véo nó nó né bên nọ né bên kia nhưng vẫn không thoát được có một sự hiểu ngầm giữa tất cả dù sao vẫn là người một nhà tâm biết cẩm đồng ý vậy thôi nhưng vẫn còn lấn cấn nó để mặc hiền giải thích giờ nó muốn về nhà xem mẹ nó thế nào nó muốn về thăm mẹ mẹ không chỉ là mẹ mà còn hơn tất cả tâm dừng chân trước cổng nó thấy không khí trong nhà có vẻ là lạ bên trong nhà đang có khách nó thấy có một người phụ nữ tâm không thấy mặt nhưng có thể thấy sự quý phái từ dáng điệu và cái cách ăn mặc mẹ nó đang đứng và cả người kia cũng vậy tâm dựng xe rồi đi vào nó thấy thương đang tức giận mắt long sòng sọc nhìn người phụ nữ kia như cảm giác được nó vào nhà nên người kia quay mặt lại tâm nhíu mày người phụ nữ này nó chưa từng gặp nhưng trông rất là quen Tâm đã gặp nhiều phụ nữ đẹp, mẹ nó, Lan, dì Sương, chị Ngọc. Mỗi người một vẻ nhưng cái vẻ đẹp của người phụ nữ này thật khác. Nó như khiến ta có cảm giác muốn che chở và yêu thương cô gái này. Tâm chắc chắn nó chưa gặp cô ta. Cô ta mới tầm 30 tuổi, nó lục lại trí nhớ nhưng không hề có nhận thức nào cả. Nhưng Tâm có cảm giác đã thấy cô ta ở đâu rồi. Người phụ nữ cũng nhìn nó, tay bỗng để lên miệng. Đôi mắt đẹp bỗng tuôn trào nước mắt, người phụ nữ chợt hòa khóc trong sự ngạc nhiên của Tâm anh, anh Thành, anh ơi, anh sao lại ở đây? Tâm dừng bước trước thềm cửa, cô ta nhận nhầm nó với bố. Có lẽ do nó giống bố nó nhất, cái tấm ảnh trên ban thờ phía trước cũng giống nó đến 80 đến 90%. Tâm quay qua nhìn mẹ, nó thấy mẹ hơi tái mặt lại, muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Mẹ, đây là, mẹ nhìn nó, rồi quay qua nhìn người phụ nữ kia ánh mắt đầy phức tạp. Mẹ ngồi phịch xuống giọng rời rạc, đó là gì của con? Tâm nhìn mẹ đầy ngạc nhiên, rồi nó nhìn qua người phụ nữ bắt gặp cái nhìn đầy thiện cảm và gật đầu tỏ thái độ đồng ý với lời của mẹ nó thần nào nó thấy quen quá giờ tâm mới thấy gì giống mẹ từ bé nó cũng đôi lần hỏi mẹ về gia đình của mẹ nhưng mẹ rất ít khi trả lời nó cũng như thằng tính anh công có nói là anh nhớ có một lần về quê ngoại nhưng anh cũng không ấn tượng lắm vì quá bé cả cuộc đời từ bé đến giờ nó và thằng tính chưa biết đến quê ngoại dường như mẹ không nói nên tâm cũng không hỏi nữa dì nó chìa tay ra với tâm ánh mắt cười vui nhìn nó dì tên thu là dì út của con chào dì cháu là tâm dì biết lúc nãy dì có gặp em tính rồi con giống bố lắm bàn tay dì thật mềm những ngón tay thon dài trông đẹp hơn tay mẹ nó nhìn ánh mắt dì cười mà đôi lúc như bị hút vào trong đó tâm vội rút tay lại nó ít khi bị ai thu hút như thế này mẹ bỗng đứng lên rồi đi ra chỗ nó được rồi em có thể về rồi em còn muốn đi thăm mộ anh ấy em em có thể không người mất cũng mất rồi em thắp hương là được rồi em vẫn muốn đi chị nhé mẹ không nói gì ánh mắt như nhìn đi nơi khác tâm thấy không khí trong phòng thật lạ nhưng nó không dám nói dì chợt khẽ cười cầm túi tới trước nó con đi với dì không dì muốn ra thăm mộ bố con không em muốn thì đi một mình đi nhưng em cũng không biết mộ anh ở đâu cả Tâm thấy mắt mẹ quắc lên, mẹ như muốn nói gì đó nhưng nhìn nó rồi lại thôi. Mẹ đứng đó suy nghĩ hồi lâu, nhìn lên bàn thờ nơi có tấm ảnh của bố nó. Con đưa gì ra ngoài mộ bố xong thì về đây ngay. Tâm nhìn mẹ, nó quay ra ngoài. Ý nó về rồi sẽ hỏi mẹ sau. Tâm lấy xe, nó đèo gì ra mộ bố. Bàn tay gì đặt lên vai nó, tâm chợt hơi dùng mình. Nó cảm thấy gì như hơi ngồi sát nó. Cái mùi thơm thoang thoảng không rõ mùi nước hoa hay mùi gì mà cứ bay vào mũi tâm hơi ngất ngây. Nó nhìn qua gương, thấy gì đang nhìn nó. Ánh mắt gì cười khi thấy nó nhìn gì. Chả mấy chốc đến mộ bố, tâm dừng xe. Dì bước xuống, ánh mặt chợt buồn xa xăm nhìn về đống mộ phía trước. Tâm đi trước, nó vạch cỏ dại ra để đi vào khu mộ của cả họ. Dì và nó dừng trước mộ bố. Dì thu ngồi sụp xuống, mặc cho điều đó có thể làm bộ váy trên người dính bẩn. Dì cứ thế ngồi khóc, thi thoảng gọi tên bố nó. Tâm dường như mừng tượng ra điều gì đó, dì cứ vậy mãi một lúc mới ngưng khóc đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngấn lệ tâm đưa tay ra đỡ dì dậy bàn tay mềm mại của dì lại cầm vào tay nó tâm kéo nhẹ dì lên nó bỗng sững người khi dì kéo nó dì sao con có thể giống bố đến vậy như hai giọt nước có nhiều điểm khác mà dì con cao hơn bố con ba cm dì chả biết nhưng nhìn con dì cứ như thấy bố con vậy con để yên như vậy đi tâm cứ để yên cho gì bên cạnh đôi lúc nó cũng muốn an ủi gì ở cạnh gì nó cứ có cảm giác muốn được vỗ về che chở thật là lạ gì cuối cùng cũng buông nó ra ánh